Hôm nay, Ad đi đến sa mạc Agra thuộc tỉnh Cam Túc ở Trung Quốc để tiếp đón người cùng tham gia thử thách với anh. Để cho những người tham gia có thể bắt đầu, hai người bọn họ hôm nay sẽ phải đi qua Yagdang và sa mạc Gobi rồi đi đến địa điểm cuối cùng, đó là dòng sông bị đóng băng. Vĩ Cường chuẩn bị hai loại công cụ cho họ, một bình nước và một con dao. Lỗi Ca đã nhường quyền lựa chọn cho Ad. Ad không khách khí mà nhận ngay bình nước, còn lại một con dao là cho Lỗi Ca. Ở sa mạc thì bình nước là một sự lựa chọn đúng đắn, nếu như tìm được nguồn nước, có thể dùng nó để đựng. Thực ra, Ad cạo trọc đầu là có lý do, vì muốn mình trông tháo vát hơn. Người dẫn chương trình phát hiệu lệnh, hai người họ bắt đầu chạy điên cuồng về phía trước. Lỗi Ca cố gắng dựa vào tuyến đường nhanh nhất để đi, Ad tiếp tục đi đến nơi có bóng mát. Ai bảo rằng đàn ông thì không cần dưỡng da cơ chứ. Ở sa mạc, nếu như không thoa kem chống nắng, thì ngay lập tức bạn sẽ bị ánh nắng làm cho đen thui. Còn Lỗi Ca cũng chẳng muốn thành người châu Phi, nếu như ở sa mạc mà không có kem chống nắng thì phải làm sao? Hãy để Lỗi Ca nói cho bạn biết, anh ta hái một nắm bảo tử nấm, sau đó cho thêm một chút nước tiểu 37 độ. Nói một cách chuyên nghiệp, đó là cho vào 3% nước để trộn đều và làm thành kem chống nắng. Sản phẩm này có chứa khoảng 20% độ chống nắng, sau đó sẽ dần giảm xuống khi bạn chạy và bị đổ mồ hôi. Nhưng chỉ cần bạn có đủ nguyên liệu thì sẽ làm được ngay. Các bạn học được chưa? Anh ta bôi nó lên những nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, hiệu quả thì cũng ổn, tuy nhiên mùi thì hơi khó ngửi, không biết nói gì luôn. Ngay cả bầy kiến ở gần đó cũng thi nhau chạy mất. Lỗi Ca thầm nghĩ, mặc dù dám kỳ thị ta, thế nhưng ta vẫn thu nhận các ngươi. Nói xong, anh ta bắt một con kiến to rồi bỏ thẳng vào miệng, rồi nhai một cách ngon lành. Ép phía bên này cũng chẳng chịu thua, anh ta bắt một con bọ giáp xác để bỏ vào miệng ăn. Ăn đủ 3 con, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ad dùng cát để làm cho chiếc đáy bình trở thành một chiếc kính cầu lõm, để cho ánh sáng của mặt trời có thể tụ thành một điểm và sinh ra lửa. Lỗi Ca đứng từ trên đỉnh núi, nhìn thấy dấu chân của Ad, bây giờ anh ta bắt đầu suy đoán. Quả nhiên, Lỗi Ca nhìn thấy Ad đứng ngay bên dưới, không biết rằng anh ta đang làm gì. Còn Lỗi Ca trông rất buồn cười. Bắt đầu sử dụng khả năng theo dõi của mình, anh ta phủ tấm vải lên người, làm cho mình nhìn giống với màu của sa mạc xung quanh, hóa thân thành thổ địa. Âm thầm quan sát, anh ta nhìn thấy Ad đang đốt lửa. Điều này chứng tỏ Ad sẽ không tiến về phía trước, như vậy Lỗi Ca có thể tranh thủ thời gian để đi nhanh hơn. Ngày hôm sau, Ad vì quá nóng nên chẳng còn để tâm đến cuộc thi nữa. Bây giờ, anh ta trở thành một người đi tìm nước để sinh tồn, còn trước mặt của Lỗi Ca đang có một cái hang, không biết bên trong có cái gì. Lỗi Ca bắt đầu tìm cách để lấy thứ ở bên trong ra, anh ta nhanh chóng dùng tấm vải để bắt một con vật gì đó, hóa ra là một con chuột nhỏ. Vậy thì ăn ngay thôi chứ còn chần chừ gì nữa. Không thèm vặt lông nó mà cho ngay vào lửa, sau đó biến thành miếng thịt ngon. Lúc này có một tiếng cười quen thuộc vang lên, Ad lại trở nên vui vẻ. Hóa ra là do anh ta nhìn thấy một dòng nước. Đây thực sự là điều tuyệt vời nhất. Anh ta cảm thấy như mình đang được trời cao ưu ái. Điều này thì Lỗi Ca làm sao có thể sánh bằng. Không cần nghĩ nhiều, tối nay Ad sẽ cắm trại tại đây. Lúc này Lỗi Ca nắm được một đống cát có chứa nước, dùng mảnh vải để lọc cát. Đây là những giọt nước đầu tiên mà anh ta được uống trong mấy ngày qua. Ad lúc này thì may mắn hơn nhiều, có một nguồn nước cực kỳ dồi dào. Nhưng đây cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bởi vì điều này sẽ làm cho Ad gặp phải nguy hiểm mà trước nay chưa từng có. Anh ta bị rơi vào trong cái bẫy của tự nhiên. Ad cố dãy dụa hết sức để ra khỏi đầm lầy, cuối cùng anh ta cũng thoát ra được. Thật sự là quá nguy hiểm. Phía Lỗi Ca đang phát hiện ra xác của một con lạc đà, nhìn đã biết không thể ăn được rồi, nhưng cũng không được lãng phí một thứ đồ tốt như vậy được. Nếu như đã xuất hiện trước mặt ta thì chỉ còn cách lấy mấy khúc xương ra, nói không chừng sẽ có ích cho mình. Phần sau chúng ta sẽ gặp lại Ad. Hôm nay Ad sẽ hóa thân thành chuyên gia ẩm thực để làm ra những món ăn siêu ngon ở nơi hoang dã. Một loại món ăn có tên bánh nhân thịt thỏ. Chúng ta cùng xem anh ta làm nó bằng cách nào nhé. Lúc này Ad phát hiện ra một loại cỏ lúa mì. Bởi lẽ nếu như dùng rễ của nó sẽ có thể làm ra được lúa mì. Ad hái mấy cây lên rồi đâm nát, sau đó bỏ vào trong bình nước rồi lắc. Thứ mà anh ta đổ ra chính là một dạng chất lỏng. Đợi đến khi nó kết lại thì anh ta sẽ có được chiếc bánh. Trong thời gian chờ đợi, Ad muốn tập luyện một chút sự khéo tay của anh ta, nhưng không có công cụ thì phải làm sao? Không sao cả, đôi tay của anh ta quả thực biết làm rất nhiều thứ. Ad lấy một ít cỏ khô, bỏ vào tay vò qua vò lại, kết quả làm ra được một sợi dây thừng. Chính tại lúc này, anh ta nghe thấy có tiếng động ở gần đấy, hình như là của con thỏ đang chạy nhảy. Vô tư thật đấy. Lúc này, Ad không thể ngồi yên được nữa, quyết định đi tìm xem nó ở đâu. Nhìn qua nhìn lại, hóa ra nó ngồi ngay ở bãi cỏ. Ad lấy máy ảnh quay về phía con thỏ. Con thỏ nói, ông đang chụp ảnh cho tôi sao? Có ngưỡng mộ bộ lông xinh đẹp của tôi không? Đợi một lát để tôi thay đổi tư thế nhé. Nhớ chụp cho tôi một bức hình đẹp vào đấy. Ad nghĩ trong lòng, yên tâm đi, một lát nữa ta sẽ hầu hạ cho mày. Nói xong, Ad lập tức thể hiện tài năng của bản thân. Có chuyện gì vậy? Làm cho tôi sợ hết hồn. Tại sao lại cứ đòi đuổi bắt tôi như thế? Ông trong quê mùa thế kia thì tôi chẳng thể đứng ở đây được nữa. Không chơi với ông nữa đâu, tôi chạy trước đây. Ad nghĩ trong lòng, dám bảo ta là đồ quê mùa thì không sống được qua hôm nay đâu. Xem ta làm sao để xử lý nhà ngươi. Sợi dây thừng không hữu dụng lắm, vậy thì phải đổi vũ khí khác thôi. Ta sẽ thu phục ngươi. Vừa mới nói xong, một cú ném siêu chuẩn đã trúng thẳng vào người con thỏ. Lột da, rửa sạch rồi đem đi nướng. Lúc này, miếng bột mà anh ta phơi lúc nãy cũng đã đến lúc được đưa ra dùng rồi. Anh ta cho thịt thỏ vào bên trong, sau đó làm thành một chiếc bánh nhân thịt thỏ. Lần này đúng là quá xịn luôn, tại sao hôm nay Ad lại được ăn ngon như thế cơ chứ? Điều này thì đúng thật là Lỗi Ca chẳng thể nào sánh nổi luôn. Mấy ngày này, Lỗi Ca chỉ ăn được mỗi một con kiến, một con chuột và mấy quả câu kỳ đen. Cứ thế này thì làm sao anh ta có thể cầm cự được đến giờ? Đó là nhờ vào khoảng thời gian huấn luyện trong quân đội, Lỗi Ca đã học được tinh thần này. Đến thời khắc quan trọng của cuộc thi, lúc này hai người bọn họ đều sắp sửa đến đích. Ad dùng sức để chạy nên đã là người giành được chiến thắng. Cuộc thi đến đây là kết thúc.